Một cơ quan tranh đấu cho quyền lợi người tiêu dùng vừa đưa ra lời kêu gọi thu hồi tất cả các xe minivan Chrysler Pacifica đời 2017 sau khi chính quyền liên bang nhận được hơn 50 than phiền rằng loại xe này tự nhiên tắt máy khi đang chạy. Theo bản tin của ABC News, ngoài lời kêu gọi gửi tới công ty Chrysler, vào hôm thứ hai, tổ chức Trung tâm An toàn xe cổ cũng đưa đơn lên cơ quan an toàn xe lỗi quốc gia liên bang để yêu cầu cơ quan này mở cuộc điều tra về lỗi kỹ thuật của chiếc xe. Đến nay, các chính phủ liên bang cũng như công ty Fiat Chrysler chưa nhận được báo cáo nào về thương tích hay tai nạn do vấn đề này gây ra. Đến nay, công ty này đã bán được 150.000 chiếc xe Pacifica đời 2017 và là loại xe bán chạy nhất trong loại xe minivan. Chiếc xe cũng đạt nhiều giải thưởng về an toàn kể cả của viện Insurance Institute for Highway Safety và được cho điểm 5 sao về độ an toàn. Giám đốc Center for Auto Safety là ông Jason Levine cho biết sự nguy hiểm có thể trầm trọng hơn cho những khách trên xe bị tức máy xe này vì tài xế của các xe bị trở ngại, thường bị các xe khác đụng phải và đôi khi gây thiệt mạng khi họ tìm cách đậu vào bên lề.